chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ một đề tài đó là hàng Việt và người Việt. Mình sẽ cố gắng trong vòng 10-15 phút tới nữa sẽ nói một cách nào gắn gọn nhất và dễ hiểu nhất cho các bạn cùng hiểu. Tại vì một cái vấn đề này thì đối với người Mỹ á, thực sự đứng trên danh nghĩa là một người Mỹ gốc Việt đi, các cái kiểu nói là một người Mỹ gốc Việt, có nghĩa là những vấn đề xảy ra tại đất nước Việt Nam của mình không ít thì nhiều nó chẳng ảnh hưởng gì tới mình cả, nhưng mà chỉ dù sao các bạn vẫn là mình vẫn là người Việt Nam nên cố gắng chia sẻ cung cấp những dữ liệu và các bạn có thể xài đó để có thể phân tích lập luận để cuối cùng là cái người có lợi là các bạn nhé. Thí dụ như các bạn nhìn đôi giày Nike này, thì đôi giày Nike này là của Mỹ mà nó made in Việt Nam, ok. Bác bạn nhìn cái áo North Face này đúng không? North Face này là của Mỹ nhưng mà cũng made in Việt Nam. Thì tới lúc này đây thì mọi người sẽ hỏi như thế nào để định nghĩa được một mặt hàng made in Việt Nam. Trước nhất, người Việt Nam, đất nước Việt Nam mình đã gia nhập WTO rồi. WTO nó được stand for, nghĩa là được viết tắt bởi chữ World Trade Organization, có nghĩa là một nơi trung tâm để mà liên hệ những cái đất nước trên thế giới mà họ sẽ gia nhập vào đó, họ sẽ theo luật lệ của thế giới với vấn đề mà trao đổi hàng hóa lẫn nhau. Thì tại Việt Nam chúng ta ngày nay có luật về gọi là xuất nhập khẩu chưa? Câu trả lời là có. Rõ ràng hay không thì các bạn sẽ tự tìm hiểu. Thì bản thân mình thấy thì nó không được rõ ràng cho lắm vấn đề xuất nhập khẩu. Nhưng mà cái vấn đề ngày hôm nay mình nói là vấn đề mặt hàng làm của người Việt Nam mình, made in Việt Nam, or made by Việt Nam, or product of Việt Nam, hay là assembly by Vietnamese people, assembly by Việt Nam, có nghĩa là lắp ráp bởi người Việt, làm ra bởi người Việt, hàng hóa của người Việt. Product của Việt Nam nghĩa là hàng hóa của người Việt, made by Việt Nam nghĩa là làm bởi người Việt, hoặc là assembly by Việt Nam nghĩa là lắp ráp bởi người Việt. Thì nó hoàn toàn khác nhau. Thì Việt Nam mình đã có gọi là made in Việt Nam law chưa, có nghĩa là luật pháp chưa? Câu trả lời là chưa. Tới lúc này theo mình biết và mình coi và mình học hỏi từ đất nước của các bạn, của những cái luật lệ của các bạn, thì tới ngày hôm nay đất nước các bạn chưa có cái luật gọi là như thế nào được định nghĩa rằng đó là sản phẩm làm tại Việt Nam. Còn những cái sản phẩm kia thì mình sẽ nói tại sao có những sản phẩm kia, tại sao Nike, North Face hoặc là những cái sản phẩm khác nó vô đất nước Việt Nam mà nó làm và nó dán cái stem đó. Cái đó là một vấn đề khác. Thôi để cho mình còn lấy một phút là giải thích cho nó nhanh luôn nha. Khi một sản phẩm xảy ra ngày nay thì có 3 người liên hệ. Người thứ nhất là người nghĩ ra sản phẩm. Người thứ hai là người cung cấp những vật liệu làm ra sản phẩm đó. Và người cuối cùng là người sao lắp ráp những sản phẩm đó để trở thành sản phẩm để cho những người khác họ xài. Thì đất nước Việt Nam mình lúc này thì mình là ở cái nơi thấp nhất, là mình là người lắp ráp những sản phẩm đó ra để cho người kia là người ta xài họ mình và xuất lại ngược lại cái xứ sở mà họ đã nghĩ ra cái sản phẩm đó. Nhưng mà tại vì lý do tại những nơi xứ sở đó để mà làm ra những sản phẩm đó thì cái tiền nó rất là cao, nên vì vậy họ sẽ mang ra những cái third world country, có nghĩa là những đất nước thứ ba, những đất nước mà đang vươn lên, những đất nước đang thấp, vấn đề mà làm ra sản phẩm, ráp lại sản phẩm nó rẻ hơn, tại vì luật pháp nơi đó nó thấp hơn, cái sự bảo vệ quyền lợi của nhân công nó rẻ hơn, sự trả lương cho nhân công những nơi đó nó rẻ hơn, gọi là environment, có nghĩa là không khí nơi bảo gọi là những nơi cách sống hoặc cái gì đó họ sẽ thấp hơn người ta, nên cái chi phí nó rất là rẻ, nên vì vậy họ sẽ mang qua những đất nước đó để họ sản xuất và họ mang ngược lại đất nước họ họ sử dụng. Thì đó mình đó là một cái cách giải thích cố gắng nhanh nhất trong vòng hai phút. Điều trở lại vấn đề thứ hai là khi mà người Việt mình nói là made in Việt Nam, tới lúc này mình chưa có luật. Thực sự lúc này người Việt Nam mình chưa có luật như thế nào định nghĩa là một hàng hóa làm tại Việt Nam. Cái đó nó trở ngại rất là nhiều. Tại vì một cái hàng hóa định nghĩa làm từ đâu, nó bây giờ mình phải bỏ hoàn toàn ra cái ý nghĩa là chúng tôi là tự hào hàng Việt Nam mà tự hào. Trên thế giới nó có khoảng là 167-166 đất nước, gần 200 đất nước. Mình chứ không bàn đến để tự hào về sản phẩm của một đất nước làm ra. Mà cái quan trọng nhất của một sản phẩm được sản xuất ra bởi hai thứ. Cái đó là thuế. Thuế là rất quan trọng. Tại sao thuế quan trọng? Thì như các bạn nếu để ý cái vòng thời gian phút về sau giữa Mỹ và tàu bây giờ, giữa Mỹ gọi là Trung Cộng hoặc là China đó, ra cái vấn đề mà xuất nhập khẩu hàng hóa họ đã bị đánh thuế của administration, có nghĩa là của
của bên Tổng thống Trump họ đang quyết định đánh thuế rất là nhiều trên những cái hàng hóa của tàu nhập qua Mỹ. Thì các bạn nếu mà theo cái tình hình thì các bạn mới thấy rằng thuế là một trong những cái mà quan trọng nhất thời buổi này khi mà các bạn làm một mặt hàng mà xuất khẩu qua đất nước khác hoặc là một mặt hàng xuất khẩu qua đất nước mình, đó là cái thuế. Thì các bạn cần phải hiểu thuế nó có lợi như thế nào cho một đất nước làm ra một sản phẩm hoặc là một đất nước nhận sản phẩm đó vô. Nói một cách đơn giản, mình là người làm ra cái máy tính này, có nghĩa rằng đất nước Mỹ này họ làm ra máy tính này, có nghĩa là họ có được công việc làm, họ có được tiền của khi họ bán cho các bạn. Mà khi các bạn mua cái máy tính họ, có nghĩa là các bạn xài tiền của họ, đúng không? Xài tiền của mình, có nghĩa là đất nước của mình sẽ nghèo đi và họ thì có thêm công ăn việc làm và sẽ giàu đi hơn. Thì như vậy thuế nó rất là quan trọng trong vấn đề giao thương giữa đất nước với đất nước kia. Vì vậy khi mà một mặt hàng mà làm bởi một người dân tộc nào đó thì vấn đề đầu tiên là sẽ mang lại lợi nhuận thuế hoặc lợi nhuận quyền lợi hoặc là lợi nhuận công ăn việc làm cho họ. Thì Việt Nam mình chưa có cái luật đó, như thế nào để định nghĩa là hàng bao nhiêu phần trăm được là làm tại Việt Nam, như thế nào là không được gọi là Việt Nam, thì Việt Nam mình chưa có luật đó. Nên tới lúc này các bạn có thể đi qua tàu mua một đống đồ của tàu về và về Việt Nam, các bạn có thể ráp và có thể dán mác là làm tại Việt Nam, make in Việt Nam, được không? Câu trả lời là được, tại vì lúc này các bạn chưa có thuế, các bạn chưa có luật. Thì khi chưa có luật thì bất cứ cái việc gì mình làm không ai nói mình sai được hết á, tại vì chưa có luật. Nên cái việc đầu tiên các bạn cần phải làm là phải ra luật. Mà nếu các bạn làm ra luật thì lại ra vấn đề khác, thì nếu mình chia sẻ tiếp. Cái hai, khi mà một sản phẩm mà mình biết nó từ đâu xuất xứ để là có nghĩa là để làm gì, có nghĩa là để mình truy cứu trách nhiệm, mình truy cứu trách nhiệm của cái sản phẩm đó. Thí dụ một sản phẩm nào đó, như mình mua một con tôm chẳng hạn, mình về mình ăn, và nếu mình ăn mà mình đau bụng, mình bị nhức đầu, mình bị bệnh chẳng hạn, thì mình phải biết ai là người bán con tôm đó cho mình, ai là người nuôi con tôm đó, và con tôm đó xuất xứ từ đâu ra, thì mình có thể truy trách nhiệm được. Đây các bạn cần rất là cẩn thận. Ở Việt Nam mình bây giờ mình thấy nước Việt Nam mình nhập nhiều hơn xuất. Nhập nhiều hơn xuất nghĩa là gì? Ngay cả những cái mặt hàng mà ngay cả người Việt Nam mình đóng dấu là make in Việt Nam, thực sự các bạn mà lấy cái mặt hàng đó ra mà các bạn đào sâu vô coi cái mặt hàng đó thì các bạn cảm thấy rất là ngỡ ngàng, là thực sự nói là làm tại Việt Nam nhưng mà hơn 90 mấy%, 80 mấy%, có nhiều khi tới 99%, có nhiều khi tới 100%, cái sản phẩm đó là cái sản phẩm các bạn lấy từ những nơi khác mà mang về Việt Nam để các bạn lắp ráp. Chưa nói vấn đề anh gian nói dối đó, cái đó thì mình bỏ ra bên. Cái quan trọng nhất là khi mình nhập nhiều hơn xuất, có nghĩa là mình xài cho đồ người ta nhiều hơn là đồ người ta xài cho mình, thì sớm muộn thì cái túi tiền mình sẽ bớt, đúng không? Mình xài, mình mua nhiều hơn là mình có công ăn việc làm, thì có nghĩa là cái túi tiền mình càng ngày càng thấp xuống. Thì cuộc sống mình bây giờ thì nhìn nó thích thì đó, nhưng mà càng ngày mình sẽ càng khổ đi. Và 5-15 năm nữa các bạn sẽ thấy nó sẽ cái ảnh hưởng tới đất nước như các bạn như thế nào. Cái hai nữa là có một vấn đề bây giờ mà nếu các bạn để ý, vì người tàu thì họ bị vấn đề là Mỹ đóng thuế, bắt thuế họ rất nhiều hàng hóa, thì họ là có một vấn đề là họ đi qua Việt Nam mình. Đi qua Việt Nam mình, họ mang đồ của họ qua Việt Nam mình, họ lắp ráp và họ đóng dấu con tem làm bên nước Việt Nam mình để xuất khẩu qua Mỹ trở lại. Để làm gì? Để giảm bớt cái thuế họ đang phải đóng khi mà những cái đồ mà họ nhập qua Mỹ. Cái đó là cái hại người Việt Nam mình. Hại thứ nhất là họ lấy mất đi cái công ăn việc làm của người Việt Nam mình, và người Việt Nam mình cũng chỉ là một người lắp ráp mà thôi, gọi là assembly, gọi là assembler, assembly nghĩa là mình lắp ráp những cái đồ của họ và họ mượn cái đất của mình để lắp ráp những đồ của họ để họ xuất xứ qua một đất nước khác để họ giảm cái thuế. Không khác thế nào là họ mượn danh mình để mà làm lợi cho họ. Mà cái đây là cái chết nè. Khi mà họ mượn danh mình mà làm lợi cho họ thì cái người xài cái đồ của mình họ không có biết rằng mượn danh mình để làm đồ của họ, thì họ chỉ biết rằng cái đồ này được xuất xứ tại Việt Nam. Thì khi cái lòng tin của những người bên ngoài mà họ đã xài những đồ của người Việt Nam mình mà họ cảm thấy không đúng, thì cái lòng tin đó nó mất. Mà trong vấn đề làm ăn mà lòng tin đã mất thì rất là khổ. Lòng tin mất trong làm ăn là các bạn nhiều khi có cho họ nữa họ cũng chẳng cần cái món hàng của bạn. Cái quan trọng nhất của những người làm ăn là cái lòng tin. Thì các bạn có thể đọc thêm về vấn đề
khi làm ăn cái vấn đề lòng tin như thế nào thì các bạn sẽ nghiên cứu thêm. Thì trong cái clip này thì mình chỉ nói là hàng Việt và người Việt thôi ha. Khi mà đất nước mà không có tiến lên á, có nghĩa đất nước mình không tiến lên, có nghĩa là mình là không người nghĩ ra một sản phẩm mới, mình không có nghĩ ra kiểu cách mới, mình không có những cái kiến thức để mà mình nghĩ ra những cái đồ đạc mới, và mình chỉ là có nghĩa là lấy những hàng hóa của thiên quan. Nếu mà một đất nước thì là một đất nước lắp ráp, có nghĩa là một đất nước gọi là third world country, một đất nước là mình chỉ có nhập vô và xài. Hàng thì không xuất ra được, tại vì không đủ phẩm chất, không đủ chất lượng để cho người ta mua, hoặc là xuất ra được cái sức cạnh tranh giá cả của mình không bằng người ta, tại vì khi mình nhập vô cái giá gốc của mình về những cái thành phẩm đó nó mắc hơn, tại vì luật pháp của đất nước mình, cái thuế má của đất nước mình nó không công bằng của sự nhập vô xuất ra, hoặc là cái hàng hóa được nhập vô, những cái material của những cái đồ đạc để mà làm ra một cái hàng hóa đó, khi mình nhập vô nó không được đóng thuế, không được miễn thuế hoặc là giảm thuế để cho người Việt mình có thể sản xuất ra được những cái product, có nghĩa là sản xuất ra những cái mặt hàng để mà có thể đi đủ sức lên cạnh tranh trên thế giới. Thì lúc đó nó xảy ra hai vấn đề, có nghĩa là hàng hóa của người Việt mình chỉ có người Việt mình trong nước có thể xài, tại vì nó đúng là đến lúc này thì nó hơi phũ phàng cái. Khi mà một hàng hóa không đủ giá trị, có nghĩa là không đủ quality, có nghĩa là không đủ tốt, không đủ mẫu mã, không đủ đẹp, hoặc là giá trị, nghĩa là bán quá mắc hơn cái giá trị của so sánh những mặt hàng khác. Và nếu mà để một người nào đó mua cái sản phẩm đó, đa số là sự thương hại. Mà sự thương hại cho một sản phẩm là đó rồi, cái tối kỵ trong khi mà vấn đề sự cạnh tranh khi mua bán sản phẩm. Nếu mà vì một cái sự thương hại nào đó mà một dân tộc nào đó phải mua cái sản phẩm đó của đất nước họ, thì không mua không sớm thì muộn, thì cái sản phẩm đó nó cũng sẽ chết à. Mà nếu mà sản phẩm đó không chết thì đất nước của mình cuối cùng cũng chỉ là một nơi gì, là chỉ là một nơi lắp ráp, không hơn không kém. Mà một nơi lắp ráp là một cái nơi mà làm với đồng lương thấp nhất, chịu thiệt hại nhiều nhất. Cái thiệt hại là không khí môi trường, là pollution, cái là ô nhiễm môi trường, là khói bụi, là những cái sản phẩm làm ra là công nhân không được mà một cách mà lo lắng cho chính xác nè, gọi là benefit, là quy chế của người công nhân không có được lo, không được bảo quản, không được hưởng những cái quyền hạn của họ được hưởng, tại vì mình không có thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó của mình á. Thì rốt cuộc là mình cũng mãi tầm mãi như đây à. Như vậy nếu Việt Nam mình có luật ra rõ ràng là như thế nào được gọi là sản phẩm của người Việt, made in Việt Nam, product by Việt Nam, mặt hàng của người Việt, hoặc là assembly by Việt Nam, có nghĩa là lắp ráp bởi người Việt. Khi mà các bạn làm ra được những luật đó, mà nếu người Việt các bạn làm ra được những luật đó, thì cái người được hưởng đầu tiên là các bạn. Người được hưởng đầu tiên là các bạn. Nước lúc đó thì các bạn sẽ cảm thấy hết hồn ra. Nếu mà các bạn làm ra luật rồi thì các bạn sẽ thực sự sẽ cảm thấy hết hồn. Là hóa ra tới lúc này đây, có bao nhiêu sản phẩm, thực sự có bao nhiêu sản phẩm là do người Việt làm ra. Hay là do người Việt từ đó giờ vẫn chỉ là lắp ráp. Giống như các bạn về quê đó, các bạn nhiều khi các bạn thấy những cái máy cày, máy cấy này kia, nhiều khi dán cái mác là của ông Tài, ông Tuấn, ông Phong, ông này chẳng hạn, hoặc rồi họ dán cái mác của một công ty nào đó, rồi họ dán cái mác của một Make in Việt Nam chẳng hạn. Thì khi bạn đào sâu như cái máy đó rồi thì bạn thấy hóa ra là những cái máy đó là những cái máy cũ của những đất nước khác họ thải ra, bên mình mua về, chứ mình mua chục cái máy nó về, rồi mình lấy cái đồ này rồi đồ kia mình rắn nó lại, mình trở thành một cái máy tốt, rồi mình chạy, rồi sau đó mình dán cái mác mình vô. Thì hóa ra mình từ đó giờ mình chưa nghĩ ra được cái gì cả, và thực sự mình chưa làm được cái gì cả chính bản thân mình. Nhưng mà cái đó không phải là vấn đề buồn, cái đó là một vấn đề mình cần phải nhận ra mình đang ở đâu. Thì khi mình nhận ra mình đang ở đâu thì mình mới biết rằng mình cần tới đâu. Nếu ngày nào mình chưa nhận ra mình đang ở đâu thì không thể nào mình có thể biết rằng mình cần phải tới đâu, cần phải sửa chữa gì hết. Nên cái đó không phải là một nỗi buồn hoặc là một nỗi sỉ nhục, mà cái đó là một cái sự rất tốt. Vụ việc đầu tiên để mà phát triển là mình phải chấp nhận ra mình đang ở đâu.
Thí dụ như một cái chiếc xe VinFast của mình, xe hơi VinFast các bạn đang rất là tự hào. Nhưng mà nếu các bạn thử hỏi cái xe VinFast bởi Vingroup, Vingroup là một cái nơi gọi Vingroup nó có nhiều công ty lớn, rồi sau đó có những cái chi nhánh riêng, và trong đó thì có một chi nhánh là nó làm ra cái xe, không phải làm ra cái xe. Thì lúc này khi mà các bạn làm ra luật như thế nào gọi là một cái xe Việt Nam, thì các bạn sẽ thật sự là ngỡ ngàng. Trong một cái xe đó các bạn thấy có cái đồ nào của người Việt Nam mình làm trong đó không? Thực sự là không. Mình không có một cái thứ gì trong cái xe đó là của người Việt Nam mình làm cả, ngoại trừ đang lắp ráp tại Việt Nam, có nghĩa là assembly by Vietnamese, chứ không phải product of Vietnam hoặc là made in Vietnam. Khi mình mang cái xe đó mà mình, ví dụ mình chạy trong nước mình, tại vì mình chưa có luật nên mình muốn dán xong mình không có gì đúng sai cả. Nhưng mà nếu mà mình mang một xe đó mà mang ra nước ngoài á, thì cái xe đó có bán được không? Thì cái đó, câu hỏi đó thì các bạn có thể tự trả lời. Mình biết rằng mang qua nước Mỹ thì khi mình nói làm tại Việt Nam, make in Việt Nam, thì lúc đó người Mỹ họ không, sẽ không chấp nhận. Thì những lúc này đây thì mình chờ, mình để cho các bạn coi một cái xe hơi của Mỹ chẳng hạn. Có một cái tấm hình của một cái xe hơi của nước Mỹ. Thí dụ như các bạn bây giờ đang nhìn trên màn hình đó là đây là một cái xe Honda Accord. Có nghĩa là Honda là các bạn đã biết rồi, là sản xuất bởi người Nhật. Nhưng mà năm 2019 Hybrid, có nghĩa là xe điện, xe hơi điện năm 2019 của người Nhật. Các bạn để ý ngay cái khu bên dưới lúc này, nếu mình zoom cái lúc này trên màn hình bạn, các bạn thấy mình sẽ zoom lên xuống ngay cái khúc mà nơi nào assembly point, final assembly point là cái nơi cuối cùng họ lắp ráp trở thành chiếc xe, thì bên đâu, ở bên Maryville, Ohio, USA, có nghĩa là bên tiểu bang Ohio, đất nước Mỹ, là cái nơi cuối cùng họ lắp ráp mọi thành phần của chiếc xe trở thành chiếc xe. Cái máy của chiếc xe thì làm bởi người Nhật ha. Thế này các bạn thấy country of origin, có nghĩa là cái nơi nào là khởi, nơi nào chính khúc chính xác thì nó đó làm bởi Nhật. Transmission có nghĩa là hộp số, chúng làm bên Nhật. Cái đó là một cái ví dụ đầu tiên của một cái xe. Máy làm bởi Nhật, hộp số làm bởi Nhật, nhưng mà được lắp ráp giai đoạn công đoạn cuối cùng bởi bên Mỹ. Tại sao nó quan trọng vậy? Tại vì khi mà một cái hàng hóa mà xuất nhập khẩu thì họ cũng phải làm ra những cái công việc làm cho cái người mà họ tiêu dùng cái hàng hóa của các bạn. Nếu mà các bạn, nếu mà họ người Mỹ họ thì cứ xài hàng hóa người Nhật không, thì họ sẽ bị lỗ lá vấn đề, thì công ăn việc làm của họ nó chạy hết qua nước Nhật rồi. Nên họ không chấp nhận chuyện đó, nên họ mới chia ra cái sản phẩm, anh làm chút, tôi làm chút, để cho cả hai bên cùng có lợi. Như vậy mới gọi là trading, là hai bên có quà có lại đó. Bây giờ mình sẽ coi thêm một cái tấm hình thứ hai nhé. Cái xe thứ hai là năm 2018 Honda Civic. Thì các bạn lại đi xuống chứ ha. Xuống cái khúc bên dưới thì các bạn sẽ thấy nè, Ontario, Canada, có nghĩa là cái nơi cuối cùng, final assembly point, là cái nơi cuối cùng để mà lắp ráp cái xe lại để mà bán cho thị trường Mỹ, là từ Canada. Máy country of origin, có nghĩa là nơi sản xuất máy, cái máy của chiếc xe này là của USA. Các bạn thấy là không? Xe là của Nhật, máy là sản xuất của nước Mỹ, và ngay cả hộp số cũng là của người Mỹ. Hộp số của Mỹ, máy là của Mỹ. Ontario, Canada là nơi rốt cuộc lắp ráp lại, cũng là của Canada, của Canada chứ không phải của Mỹ, mà xe là của người Nhật. Thì khi các bạn hiểu được tại sao có một chiếc xe mà của người Nhật lại lắp ráp từ bên Canada, máy này là của anh Mỹ, hộp số là của anh Mỹ, và rốt cuộc là người Mỹ lại xài, thì các bạn sẽ hiểu được rằng cái vấn đề mà trading, có nghĩa là vấn đề mà xuất nhập khẩu, nó quan trọng như thế nào bởi thuế là cái nhất. Cái hai, truy cứu trách nhiệm của vấn đề mà người sản xuất sản phẩm. Và cái cuối cùng là cái sự được lợi khi mà xài sản phẩm đó của người dân nơi sở tại, và khi họ mua những sản phẩm đó, nó họ xài, thì sự bảo vệ quyền hành của từng đất nước để bảo vệ đất nước họ bớt đi, gọi là mất việc làm và vấn đề kinh tế.
Thì nói tới đây thì ở Việt Nam mình thì các bạn cũng hay nói về vấn đề là nói bên Mỹ về một cái thứ nữa gọi là không phải một thứ nữa là một cái nơi mà giải thích vấn đề là như thế nào gọi là các bạn có thể gọi là Make in America hoặc là Make in USA. USA là United States of America đúng không ạ? Như thế nào là có quyền mà các bạn có thể đánh được cái stamp đó, phiếu đó là Make in USA, Make in America. Thì bây giờ thì mình sẽ lên cái website. Nếu bây giờ các bạn nhìn màn hình bây giờ đó, nếu các bạn đang nhìn màn hình bây giờ thì các bạn thấy cái màn hình nó đọc là FTC, FTC.gov, có nghĩa là gì? Có nghĩa là Federal Trade Commission, Federal có nghĩa là liên bang, Trade có nghĩa là trao đổi hàng hóa, Commission là nơi bảo vệ vấn đề trao đổi hàng hóa. Nhưng mà cái quan trọng nhất của họ với dòng chữ bên dưới là gọi là Protecting American Consumer, có nghĩa là sao? Bảo vệ người tiêu dùng. Cái hàng hóa tự hào hay không là một vấn đề riêng, xuất xứ như thế nào là một vấn đề riêng, mà cái quan trọng nhất là sự bảo vệ người tiêu dùng, để người tiêu dùng có thể chi thấp nhất, xài được mặt hàng tốt nhất, và bất cứ chuyện gì xảy ra họ có thể truy cứu được. Thì nếu mà các bạn muốn hỏi như vậy như thế nào thì có thể chứng minh được đó là một mặt hàng làm bên Mỹ, giống như Việt Nam mình làm thế nào chứng minh được đó là mặt hàng người Việt Nam, thì trên đây các bạn có thể tự tìm hỏi nhờ, tự tìm hiểu ha. Thì các bạn thấy cái chỗ đây không, nó gọi Tip and Advice nè. Các bạn xuống đây các bạn bấm cái Business Center ha. Tới cái Business Center này các bạn bấm vô cái nút này Advertise Marketing, có nghĩa là quảng cáo. Thì các bạn xuống đây các bạn thấy không, cái Make in USA, bấm cái nút đó. Sau khi nó chạy ra đây rồi á, thì các bạn sẽ xuống đây cái guiding, có nghĩa là cái sự chỉ dẫn như thế nào thì có quyền nói rằng là cái hàng đó là bên Mỹ hoặc cái hàng đó là bởi người Mỹ. Thì các bạn xuống đây comply with the make in US standard ha, comply with the make in US standard, bấm như đó. Thì vô đây nó có gọi là view PDF file. Thì sau khi các bạn bấm vô đây thì bạn sẽ thấy hiện ra đây là một cái trang sẽ giải thích hết rõ ràng như thế nào là các bạn có quyền dán được cái stamp là làm bên Mỹ. Có nghĩa là mọi thành phần trên cái mặt hàng đó, nó xuống dưới page khoảng như cái mấy đây nè. Mình sẽ kéo xuống cho các bạn coi nhanh chút xíu. Còn cái này thì để vì cái clip sợ nó quá dài đó nên nói nó mất công các bạn. Thì các bạn có thể bỏ thời gian và tự động ha. Thì nhưng mà lúc này thì mình kéo xuống cái khúc để cho các bạn coi một chút. Thì có nghĩa là những cái họ đang giải thích. Ví dụ như đây, 60% example 60% US content made in USA of US and import part. Có nghĩa là khi một cái sản phẩm sản xuất ra, ít nhất là khoảng hơn 60% là bởi sản phẩm bởi nước Mỹ, làm ra tại người Mỹ và làm ra tại đất nước Mỹ này chẳng hạn, thì mới có quyền dán tem là của người Mỹ. Tại vì cái nhiều khi một sản phẩm mà mình đào sâu vô mình thấy ra, hiểu như xe VinFast chẳng hạn, mang là một ví dụ thôi chứ không phải cái đó là quyền của các bạn, cái đó là đất nước Việt Nam mà các bạn muốn làm gì đó quyền của các bạn. Xấu tốt thì rốt cục các bạn cũng phải chịu khổ rồi và chịu hưởng được hưởng thôi. Thì các bạn sẽ thấy rằng có bao nhiêu phần trong đó, máy ai sản xuất, hộp số ai sản xuất, ghế da trong đó ai sản xuất, phần mềm ai sản xuất, hardware ai sản xuất, entertainment system, những đồ điều chỉnh trong đó ai sản xuất, cái steel có nghĩa là steel là gì ta, có nghĩa là cái frame, có nghĩa là cái khung của cái xe đó làm bằng những vải đồng steel, nghĩa là bằng không phải inox là aluminum, bằng thép á, steel là thép á. Cái làm bằng thép á, ở trong đó làm ra cái dàn đồng đó, thép đâu lấy ra, ở thép đâu ra để làm ra sản phẩm đó. Thì các bạn sẽ thật sự sẽ ngỡ ngàng rằng ồ, hóa ra cái xe đó phải làm của mình hay không. Thì các bạn có thể dựa trên đây đọc để tìm hiểu vậy ha. Hy vọng clip
Hy vọng clip này tới đây cũng hy vọng giải thích cho các bạn một chút xíu về vấn đề như thế nào gọi là làm tại Việt Nam hoặc là sản phẩm Việt Nam. Nhưng mà cái quan trọng là hy vọng các bạn cho mình thêm khúc nữa. Mình thật là buồn khi thấy có những sản phẩm giống như là product của Việt Nam, giống như là cá nè, cá ba sa của các bạn đó, những đồ ăn heo gà của các bạn, những đồ ăn lúa gạo của các bạn sản xuất ra sau đó xuất khẩu qua đất nước khác. Vì một lý do nào đó họ không có xài cái sản phẩm đó của các bạn, bởi vì các bạn không có pass được, có nghĩa là không làm được, không đạt được những quy chuẩn, quy luật mà đất nước sở tại mà họ nhận những cái sản phẩm mà các bạn qua. Nên vì vậy họ trả lại cho các bạn, họ trả lại, với họ reject, có nghĩa là họ trả lại cái sản phẩm về đất nước Việt Nam mình. Nhưng mà cái buồn, thực buồn của mình nhìn vào đó là cái hàng người ta không ăn, người ta trả lại các bạn, thì các bạn lại mang đi bán và các bạn lại mang đi ăn. Tại vì những lúc này của các bạn, cái standard bên đây nó gọi là Food and Drug Administration FDA, gọi là Food and Drug Administration FDA, có nghĩa là cơ quan bảo vệ người tiêu dùng về vấn đề thuốc men và đồ ăn, thì họ có những cái, có những cái standard, có những là có những cái bước thang để mà đánh giá cái sản phẩm đó có an toàn để ăn hay không, hoặc là có để sử dụng hay không. Thì qua bên đây thì bên đây người ta không thấy an toàn, không thấy ăn được, thì họ trả lại lô hàng đó với các bạn. Và cái tội nghiệp là khi về Việt Nam các bạn thì cái sản phẩm các bạn, cái lô hình, cái standard các bạn nó thấp đi, thì vậy đến lúc đó nó trở thành là được chấp nhận cho các bạn có thể ăn và để tiêu dùng. Nhưng mà thấy các bạn thấy thảm không? Cái người ta không ăn, mình làm ra, đó là sản phẩm từ mình làm ra, con cá mình tự nuôi, mình cho nó ăn, mình nuôi ở mặt nước của mình cho nó uống thuốc để cho nó khỏi bị bệnh. Khi mình xuất khẩu người ta không thèm ăn nữa, nó bảo ghê quá, cái này nó bệnh ăn này kia, họ trả lại mình, lên lại đất nước mình lại thấp đi, rồi mình lại mang nó ra mình ăn, mang nó mình xài, rồi mình lại có cái cớ là đất nước mình nó thấp vậy. Nhưng mà thôi, nói ra lúc này thì thế nào cũng bị là không ăn thì chết à. Đúng vậy, không ăn thì cũng chết, mà ăn thì chết từ từ. Thực sự là vậy, không ăn thì chết, mà nếu ăn thì chết từ từ. Nếu mà các bạn nào rảnh mà vô trong những cái nhà thương Việt Nam thì mình thấy nó khủng khiếp luôn á. Nếu các bạn thì chạy vô nhà thương ung biếu và nhà thương bệnh hoạn Việt Nam mình thấy ghê gớm lắm. Hy vọng người Việt Nam mình, dù cho mình là người Mỹ gốc Việt đi chăng nữa, thì dù sao mình vẫn là có một chút gì đó liên hệ với các bạn. Hy vọng cái clip này không nói ai hay, không nói ai dở, thì hy vọng các bạn sớm thức tỉnh ra, sớm nhận ra, sớm tự tìm hiểu, tự đòi hỏi, tự mình giải quyết những vấn đề mà các bạn đang phải đối diện. Tại vì các bạn thì có, đất nước Việt Nam mình thì có khoảng được 10-15 năm nữa thôi. Thì trong vòng 10-15 năm nữa thì rất nhiều người Việt chắc được phải về hưu. Và đất nước mình chắc nếu mà bị nhập, có nghĩa là mình nhập hàng vô nhiều hơn là xuất, thì rốt cuộc đất nước mình chỉ là một nơi là lắp ráp thôi. Mình chỉ là một nơi lắp ráp và xài đồ người khác. Nếu mà một đất nước thì là một nơi lắp ráp và xài đồ của người khác, Thì càng đi đường xa thì mình sẽ càng nghèo. Mình có thể nhìn bên ngoài là thấy vẻ giàu đó, nhưng mình càng đi thì mình sẽ càng nghèo, thì mình sẽ càng xài nhiều hơn là mình làm ra. Vậy nha, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip. Nếu khi nào mình thấy có một đề tài nào hay thì mình sẽ lên đây nói cho các bạn cùng chia sẻ, cùng giúp đỡ nhau về kiến thức để mọi người Việt chúng ta có thể phát triển hơn. Vậy nha, xin cảm ơn các bạn theo dõi clip. Ok, bye bye. Thank you.